cái vui nhất là được góp mặt trên sân cùng hai công ty Techcombank giống như bên Thẹp, thì được cái làm cái thiện nguyện cho bà con, thì cái đấy là cái mình cảm thấy thật rất là thoải mái và là cảm ơn của hai bên công ty đã tổ chức mời cùng ban huấn luyện đội Sông Lam vào để tham gia buổi giao lưu này. Tất nhiên là ở nhà thì ban huấn luyện cùng cầu thủ ngoài việc đá bóng với là làm huấn luyện thì cũng làm những cái thiện nguyện để giúp các nơi khó khăn hoặc là các bạn ở vùng sâu vùng xa đang thiếu sách vở và mọi cái. Tôi thưa quý bác vào cái câu của dưới Cà Mau thì qua đây thì Hoàng cùng anh Đức Thắng cùng anh Cung Quyến sẽ gửi lại như ban tổ chức chuyển hộ cho người làm cùng cái câu đi lại cho bà con ở dưới Cà Mau. Xin cảm ơn. Wow, và em xin được cảm ơn rất nhiều tấm lòng thiện nguyện của các anh em đến từ Sông Lam.